Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, blogger Ba Đầm Xòe, tác giả sách chỉ trích Nguyễn Phú Trọng bị bắt. Giới xã hội dân sự ở Việt Nam lan truyền tin nhà văn nhà báo tự do Phạm Thành, 68 tuổi, chủ trang blog Ba Đầm Xòe, bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ. Tin này được loan báo trong bối cảnh chỉ còn hơn nửa năm nữa diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chanh, cựu thư ký tòa soạn báo Thanh Niên cho biết thêm trên trang cá nhân. Theo nguồn tin từ gia đình, sáng ngày 21 tháng 5, nhà báo, nhà văn Phạm Thành đã bị bắt giam và chưa biết vì tội gì. Một số Facebooker chia sẻ thông tin Phạm Thành bị bắt với lý luận: trời, cụ 68 tuổi, già yếu, làm được gì nữa đâu mà. Nhà báo Phạm Thành, cựu thư ký tòa soạn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng. Ông tham gia viết báo tự do với hàng ngàn bài viết phản biện có giá trị. Cũng theo nguồn tin từ gia đình, nhà báo Phạm Thành đang bị tạm giam tại Hòa Lo. Ông Phạm Thành từng tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, còn được dân mạng biết đến là chủ trang blog Ba Đầm Xòe với nhiều bài chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và lên án Trung Quốc. Hồi tháng 9 năm 2019, ông gây chú ý với tác phẩm Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo do ông tự xuất bản và phát hành qua mạng xã hội. Cuốn sách được ghi nhận tập hợp những bài viết do ông Thành viết xoay quanh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quyển sách này là một bằng chứng, một dữ liệu về những lời ăn tiếng nói hành xử của ông Trọng trong những chính sách đối nội đối ngoại của ông ấy đối với Trung Quốc cũng như đối với thế giới. Ông nhận ra rằng ông Trọng là người mà làm tất cả những điều gì mà Trung Quốc muốn. Ông Thành được VOA Việt ngữ dẫn lời hồi tháng 9 năm 2019. Ông Thành cũng cho biết thêm rằng bản thân ông đã 41 năm theo đảng, bây giờ ngoảnh lại thấy dân tộc này cái gì cũng tụt lùi, và giải thích nguyên nhân là do chúng ta không có dân chủ, nguyên nhân là Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì sự độc tài. Các post trên trang cá nhân được cho là của ông Thành được ghi nhận tập trung phê phán những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nguyễn Phú Trọng. Post gần đây nhất, ông được đăng hôm 20 tháng 5 dẫn lại link bài viết trên trang web của đài SBTN. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thất vọng khi 27 công ty Hoa Kỳ sang Indonesia thiết lập nhà máy. Trong một post khác hôm 18 tháng 5, ông Thành đăng lá thư ngỏ đề gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với nội dung: với sự mệnh cao cả của nhân loại, vì nhân loại đang đặt nặng trên vai anh, tôi cầu chúc anh luôn luôn khỏe mạnh, sáng suốt, bình tĩnh, tự tin vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, đè bẹp muôn mặt kẻ thù, giành về thắng lợi cuối cùng trong công cuộc vĩ đại, thanh lọc loài người và hình thành nên một trật tự thế giới mới, trong đó không còn độc tài và độc tài cộng sản cầm quyền. Trước cuốn sách chỉ trích ông Trọng, các tác phẩm khác của ông Phạm Thành được công luận biết đến là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xuống hố cả lũ và tiểu thuyết Cò Hồn Xã Nghĩa. Nhà văn Phạm Thành bị bắt vì lý do nào? Rất đột ngột, nhà văn Phạm Thành bị bắt và đưa đến trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, tên gọi khác là Hỏa Lò Mới. Vụ bắt bớ này có những điều khác lạ, chẳng hạn như việc đưa về 98 Trần Hưng Đạo rồi chuyển sang trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội. Thông thường, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội sẽ đưa về trụ sở của họ ở số 6 Hà Đông trước kia hoặc là số 3 Nguyễn Gia Thiều bây giờ, sau đó mới chuyển đến trại giam khác như B14. Ông Phạm Thành bị bắt giống như các trường hợp tội phạm hình sự bị đưa về 98 Trần Hưng Đạo rồi sau đó mới đưa đến trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội ở Cầu Diễn. Hoàn toàn không giống như những vụ bắt bớ dính đến tội danh xâm phạm an ninh quốc gia. Nhà văn Phạm Thành từng ra nhiều đầu sách như Hậu Chí Phèo, Cò Hồn Xã Nghĩa và ba tập sách về Nguyễn Phú Trọng với tên sách là Thế Thiên Hành Đạo hay Đại Nghịch Bất Đạo. Điều rất lạ là như theo gia đình thông tin thì lý do bắt tập trung vào cuốn sách về ông Nguyễn Phú Trọng. Thông thường thì an ninh sẽ không thông báo cụ thể như thế, họ chỉ nói là về việc viết chung chung liên quan đến an ninh quốc gia. Điều lạ nữa là nhà văn Phạm Thành nhiều năm nay phê phán ông Nguyễn Phú Trọng rất thẳng và mạnh.
Nhưng đến nay, khi chắc chắn ông Trọng đã về hưu, có thể ông đã về hưu ngay từ lúc này và chỉ còn giữ nhiệm vụ là hoàn thành Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Như thế, đến cuối đời cai trị của ông Trọng mới bắt nhà văn Phạm Thành vì xúc phạm ông Trọng thì hơi lạ. Chẳng lẽ đến bây giờ ông Trọng về rồi, ông mới ra lệnh bắt người đã chỉ trích ông ta? Những kẻ thực hiện việc bắt nhà văn Phạm Thành muốn được lòng ông Trọng hay muốn làm mất mặt Nguyễn Phú Trọng? Khó nói là muốn được lòng, vì nếu thế phải bắt Phạm Thành sớm hơn rồi chứ không phải bây giờ. Lý do muốn làm mất mặt Nguyễn Phú Trọng nhiều hơn, nhưng mất mặt ông Trọng hết quyền rồi cũng để làm gì? Lý do khả dĩ nhất là việc gần đây nhà văn Phạm Thành lên án phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đưa đất nước lệ thuộc vào Trung Cộng. Đồng thời, ông Phạm Thành ủng hộ những động thái gay gắt với Trung Cộng của ông Donald Trump. Việc bắt giữ đưa về 98 Trần Hưng Đạo rồi về trại Hỏa Lò mới cho thấy chủ trương bắt nhà văn Phạm Thành từ phía an ninh Hà Nội, nơi ông Nguyễn Anh Tuấn là thủ trưởng cơ quan điều tra, ông Đàm Văn Khanh là phó thường trực điều tra. Ông Nguyễn Anh Tuấn được Chủ tịch nước phong hàm thiếu tướng ngay ít lâu khi ông Trọng làm Chủ tịch nước. Ông Thượng tá Đàm Văn Khanh, người có nhiều năm thâm niên điều tra xét hỏi những người bất đồng chính kiến ở Hà Nội, chẳng hạn như Lê Quốc Quân, GP Nguyễn Hữu Vinh, nhà văn Phạm Thành, có quan hệ khá thân với những người mà Thượng tá Đàm Văn Khanh đã làm việc. Ngày 16 tháng 1 năm 2018, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định số 265 trên QĐ-BCA-X11 bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội với Thượng tá Đàm Văn Khanh. Tướng Bùi Văn Nam ở Đại hội 12 đã bị loại, đáng lẽ phải về hưu, nhưng ông Trọng đã lấy quyền Bộ Chính trị bổ sung ông Nam vào Trung ương và giữ chức Thứ trưởng phụ trách về an ninh nội địa. Từ các căn cứ trên, có thể suy diễn ra nhà văn Phạm Thành bị nhóm thân Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng chủ trương bắt giữ. Việc bắt giữ này nhằm mục đích lấy điểm với Trung Cộng để tới đây gặp Nguyễn Anh Tuấn và Đàm Văn Khanh lên cao hơn, thể hiện quan điểm trung kiên, kế thừa truyền thống thân tàu của Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải bắt để được lòng Nguyễn Phú Trọng hay mất mặt Nguyễn Phú Trọng. Lẽ ra, việc này phải do cơ quan an ninh Bộ Công an do Bùi Văn Nam thụ lý, nhưng có lẽ Bùi Văn Nam muốn tạo thành tích cho các đệ tử của mình ở Ninh Bình, Hà Nội, có điểm để lên cao hơn. Do đó đã chỉ đạo an ninh Hà Nội không làm thông qua Bộ Công an. Đấy là lý do khác lạ là tại sao nhà văn Phạm Thành bị đưa về trại giam công an thành phố Hà Nội chứ không phải trại giam của an ninh Bộ Công an như các trường hợp khác. Về nhà văn Phạm Thành, ông đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị bắt giữ từ nhiều năm nay. Thậm chí với sức khỏe của mình, ông cũng xác định sẽ bỏ mạng trong nhà tù. Việc bắt giữ một nhà văn như ông chắc sẽ được các tổ chức, chính phủ nhiều nước quan tâm vì trường hợp của ông là nhà văn. Nhưng trong bối cảnh đại dịch bệnh ở khắp mọi nơi, việc bắt giữ này trước mắt chưa tập trung chú ý. Tuy nhiên, khi đến năm sau mọi thứ tạm ổn, nếu được sự vận động của các tổ chức, chắc hẳn đây sẽ là vấn đề nhức nhối về nhân quyền của Việt Nam vào năm 2021. Tin thế giới. Sẵn sàng xích mích với Bắc Kinh, nhà cầm quyền của Trung công báo số 20 trang lên án Trung Quốc. Chính quyền Trung hôm thứ Tư 20 tháng 5 đã công bố một báo cáo lên án mạnh mẽ hàng loạt hành vi của Bắc Kinh, từ hoạt động kinh tế kiểu cướp bóc đến việc gia tăng quân sự ở Biển Đông. Báo cáo dài 20 trang của Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẵn sàng xích mích lớn với Trung Quốc trong mối quan hệ đa phương để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ, đặc biệt là lợi ích kinh tế và an ninh, theo lời một quan chức Mỹ nói với NBC News. Hãng tin này cho biết báo cáo này liệt kê các hành vi đe dọa của Bắc Kinh, trong đó có việc Trung Quốc liên tiếp gia tăng quân sự và yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, cũng như các hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Các quan chức chính quyền Trung cho biết báo cáo cũng chỉ ra những hành vi ác tính của Trung Quốc, chủ yếu trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. Hãng tin Associated Press AP trích lời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Tư, ngay trước khi Nhà Trắng đưa ra báo cáo, việc giới truyền thông tập trung vào đại dịch hiện nay đặt ra nguy cơ bỏ lỡ bức tranh rộng lớn hơn về thách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra.
Ông Pompeo cho biết Trung Quốc bị cai trị bởi một chế độ tàn bạo, độc ác, một chế độ cộng sản từ năm 1949 trong nhiều thập niên. Chúng ta đã tưởng rằng chế độ này sẽ trở nên giống như chúng ta hơn thông qua hoạt động thương mại, trao đổi khoa học, tiếp cận ngoại giao. Vậy nên mới cho phép họ tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới với tư cách là một quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Chúng ta đã đánh giá quá thấp mức độ thù địch của Bắc Kinh về mặt tư tưởng và chính trị đối với quốc gia tự do. Cả thế giới đang thức tỉnh trước thực tế này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu hôm 20 tháng 5 năm 2020. Cũng hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã phê chuẩn việc bán các ngư lôi hiện đại cho quân đội Đài Loan, một động thái chắc chắn thu hút chỉ trích từ Bắc Kinh, theo AP. Hãng tin này cho biết trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã mở rộng thị trường cho Trung Quốc, đầu tư tiền vào Trung Quốc, giúp nước này tiếp cận công nghệ của Hoa Kỳ và đào tạo các sĩ quan quân đội của Trung Quốc, với hy vọng rằng những điều này sẽ giúp cho Trung Quốc tiến tới tự do hóa về chính trị. Tuy nhiên, AP bình luận chính quyền của Trung Quốc thậm chí còn độc đoán hơn kể từ sau vụ quân đội nước này thảm sát sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Và giờ đây thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang thúc đẩy quan điểm chính trị của mình trên phạm vi toàn cầu. Tổng thống Donald Trump nhận thức rõ mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc và đảo ngược lại quan điểm nhân nhượng của những người tiền nhiệm đối với Trung Quốc. Theo AP, báo cáo của chính quyền của Donald Trump tuyên bố Nhà Trắng không nhận thấy giá trị nào trong việc gắn bó với Bắc Kinh. Báo cáo viết khi hoạt động ngoại giao thầm lặng trở nên vô ích, Hoa Kỳ sẽ gia tăng áp lực công khai đối với Trung Quốc. NBC cho biết các quan chức Mỹ nói rằng báo cáo này cũng bao gồm một loạt các biện pháp mà chính quyền Trump đang thực hiện để chống lại các hành vi của Trung Quốc. Trong đó có các cuộc tuần tra tự do hàng hải ở vùng biển mà Bắc Kinh đặt sở hữu sách. Báo cáo của Nhà Trắng tiếp tục làm nóng mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xoay quanh vấn đề thương mại. Đại dịch viêm phổi và virus Vũ Hán, sự ủng hộ của chính quyền Trung đối với Đài Loan cũng hôm thứ Tư. Cuộc khẩu chiến giữa Bắc Kinh và Washington đặc biệt bùng phát khi Tổng thống Donald Trump công khai lên án sự bất tài và đổ lỗi của Trung Quốc trong đại dịch virus Vũ Hán. Hiện đã lây lan tới 213 quốc gia và khiến cho 300.000 người tử vong. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư 20 tháng 5 đã bày tỏ sự bất bình đối với tình trạng bất tài và đổ lỗi cho các giới chức Trung Quốc trong dịch viêm phổi virus Vũ Hán. Căn bệnh tới nay đã gây ra cái chết của hơn 300.000 người với hơn 5 triệu ca lây nhiễm tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ông chủ Nhà Trắng viết trên Twitter cá nhân, một số kẻ lập dị ở Trung Quốc vừa đưa ra một tuyên bố đổ lỗi cho tất cả mọi người từ Trung Quốc về loại virus mà hiện đã giết chết hàng trăm ngàn người. Xin hãy giải thích cho tên ngốc này rằng đó là một sự bất tài của Trung Quốc, không có lý do nào khác. Chính điều đó đã gây ra tình trạng giết người hàng loạt này trên khắp thế giới. Hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump ám chỉ những kẻ lập dị mà ông nói là ai. Tuy nhiên, ông đưa ra bình luận này sau khi một quan chức trong Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ trích ông về ứng phó của Mỹ trong đại dịch virus Vũ Hán. Vị quan chức này là ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập báo Hoàn Cầu Global Times thuộc kiểm soát của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm thứ Ba 19 tháng 5, ông Hồ Tích Tiến đã lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Trung dùng trò phù thủy để chống dịch. Ông Tiến tuyên bố trên Twitter mạng xã hội bị cấm ở Trung Quốc nhưng thường được các quan chức nước này sử dụng để công kích phương Tây. Tổng thống Trung đang lãnh đạo cuộc chiến của Mỹ chống lại đại dịch và trò phù thủy. Kết quả là hơn 90.000 người đã chết. Nếu là ở Trung Quốc thì Nhà Trắng đã bị thiêu rụi bởi những người dân phẫn nộ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã công khai ủng hộ đề xuất của Australia về việc điều tra dịch virus Vũ Hán. Trong đó, chắc chắn Bắc Kinh là tâm điểm của cuộc điều tra với tình trạng che giấu dịch bệnh và đàn áp những người cảnh báo sớm cho công chúng về virus corona. Cuộc khẩu chiến giữa giới chức Mỹ-Trung bùng phát hôm thứ Tư không chỉ là xoay quanh các vấn đề dịch viêm phổi Vũ Hán mà còn liên quan đến sự kiện lễ nhậm chức của Tổng thống Đài Loan hay Trung Hoa Dân Quốc.
Hôm thứ Tư, bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ thứ hai. Ngoại trưởng của Tổng thống Trung, ông Mike Pompeo đã gửi lời chúc mừng tới bà Thái, đồng thời ca ngợi nền dân chủ của Đài Loan là nguồn cảm hứng cho khu vực và thế giới. Ngay sau đó, chính quyền Trung Quốc phản bác những lời chúc mừng của giới chức Mỹ, gọi nền độc lập của Đài Loan là con đường dẫn đến cái chết, theo ABC. Theo Washington Post, trích lời tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng bình luận của Pompeo đe dọa nghiêm trọng tới mối quan hệ giữa hai nước và hai quân đội, đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, Văn phòng Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan hăm dọa rằng việc chiếm đoạt Đài Loan là điều không thể tránh khỏi. Tuyên bố viết, việc tái thống nhất Đài Loan là một tất yếu lịch sử đối với sự trẻ hóa vĩ đại của nhân dân Trung Hoa. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng chiếm đoạt bằng vũ lực. Khác với Tổng thống tiền nhiệm, Tổng thống Trung thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan và bất chấp những lời hăm dọa từ nhà Cộng sản Trung Quốc. Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016, tỷ phú Trung đã có cuộc điện đàm với bà Thái Anh Văn, một động thái được cho là xuất sắc và không có mấy nhược điểm trong việc thể hiện sức mạnh của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.